Liên quan đến các hoạt động đoàn đội, sáng ngày 12 tháng 6, tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số năm 2024. Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã được nghe báo cáo viên thông tin một số nội dung về triển khai luật bảo hiểm y tế, cụ thể về bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh sinh viên, triển khai luật bảo hiểm xã hội, cụ thể về bảo hiểm xã hội tự nguyện và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như vị trí, vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong việc tích cực chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự tập huấn, nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung, quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm y tế học sinh sinh viên nói riêng, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, góp phần thực hiện tốt luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Thưa khán giả, sáng ngày 11 tháng 6, vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ 13 năm 2014 đã chính thức khai mạc. Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức. Sau gần một năm triển khai cuộc thi, ban tổ chức cấp tỉnh đã tiếp nhận 132 giải pháp đăng ký dự thi. Cả 132 giải pháp này đều đáp ứng các tiêu chí đặt ra, được bước tiếp vào vòng chung khảo. So với cuộc thi năm trước, số giải pháp vào chung kết năm nay tăng hơn về số lượng và cũng được đánh giá cao về chất lượng. Đánh giá chung thì tất cả các mô hình, ý tưởng, giải pháp tham gia cuộc thi sáng tạo năm 2024 có chất lượng hơn so với các năm trước. Phần lớn là các giải pháp tập trung vào cái ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa để phục vụ cho học tập và sản xuất. Nó phù hợp với cái xu thế chuyển đổi số chúng ta hiện nay. Có rất nhiều giải pháp có cái khả năng ứng dụng rất là cao, chỉ cần phát triển thêm một cái bước nhỏ nữa là có thể áp dụng trong cuộc sống. 132 giải pháp năm nay thuộc 5 nhóm lĩnh vực là đồ dùng dành cho học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, phần mềm tin học, các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Chiếm số lượng tham gia đông nhất là các giải pháp thuộc lĩnh vực phần mềm tin học. Trong đó có nhiều em là học sinh trung học cơ sở đã tự tin mang đến những phần mềm ứng dụng trực tiếp vào quá trình học tập. Phần mềm này con lấy ý tưởng từ những trò chơi mà con đã chơi qua và con phát triển phần mềm này theo chương trình để học tập. Con muốn được cái phần mềm của con nó được nâng cấp lên, phát triển cho tất cả các bạn học sinh có thể sử dụng được, dễ dàng sử dụng để có thể giúp các bạn học tốt hơn. Khối trung học cơ sở cũng là khối có các giải pháp tham gia nhiều nhất với 56 giải pháp. Nhiều ý tưởng mang tính khả thi cao, có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống, trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống, như giải pháp nhà kho thông minh của nhóm học sinh đến từ trường trung học cơ sở Vũng Thơm, huyện Châu Thành. Với mong muốn tự động hóa quá trình phơi các sản phẩm nông nghiệp địa phương, ứng dụng các cảm biến ánh sáng và cảm biến nhiệt để nhận biết hiện trạng môi trường bên ngoài. Sau khi học bài cảm biến thì ở chương trình công nghệ lớp 8 thì chúng em cũng có suy nghĩ là thay vì sử dụng sức người trong sản xuất hoặc là sinh hoạt thì thay vì đó là có thể sử dụng những cái cảm biến tự động là giúp những cái đồ sinh hoạt hoặc là sản xuất của mình có thể tự động được vận hành hoặc là ngắt kết nối với điện để giúp giảm sức lao động hoặc là giảm tiết kiệm điện v.v. Khối tiểu học tuy chỉ có 21 giải pháp tham gia dự thi, tuy nhiên có những ý tưởng với phần thuyết trình lưu loát gây được ấn tượng với ban giám khảo và các thí sinh cùng tham gia. Lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế cũng có số lượng giải pháp tham gia đông thứ hai với 39 giải pháp. Điều này cho thấy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với vấn đề môi trường. Đầu tiên là chúng em thấy được là những cái tác hại của cái túi ni lông ở trên thị trường cũng như là
nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Và cái túi ni lông thì rất là khó phân hủy, khi mà chúng ta sử dụng rồi thì chúng ta vứt đi thì nó sẽ tạo thành những cái bãi rác và gây ảnh hưởng ô nhiễm đến sức khỏe người tiêu dùng chúng ta. Thì nếu mà chúng ta xử lý bằng cách đốt thì các cái khí thải từ cái túi ni lông nó cũng thải ra, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta. Và ngoài ra thì thấy ở tại địa phương của em là những cái lục bình của người dân khai thác bằng cách là người ta đang lục bình thì người ta vứt đi những cái lá. Thì em nghĩ là khi mà người ta đã tận dụng được cái thần thân thì cái phần lá thì mình cũng có thể tận dụng như thế nào đó để thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, thứ hai là tận dụng được triệt để thân cây lục bình để góp phần là tạo nguồn kinh tế cho địa phương. Thì từ những cái yếu tố đó thì nhóm chúng em đã có những cái ý tưởng nghiên cứu để chế tạo thành ra là chiếc túi sinh học tự hủy từ cái lá lục bình. Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Sóc Trăng là cuộc thi được diễn ra hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh nhà. Qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Năm nay vòng chung khảo diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Sau đó, ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm và tiến hành tổng kết trao giải cho các giải pháp.